Khi remodel tiệm nail, quý anh chị thường hay lo lắng là khi ghế mới đến thì ghế cũ để đâu. Quý anh chị không cần phải lo lắng nữa, bởi vì Luxa có chương trình trade-in thật là hấp dẫn. Quý anh chị hãy gọi ngay vào Luxa để được tư vấn về chương trình trade-in. Chúng tôi sẽ đem ghế mới đến, đem ghế cũ đi và offer một credit vào trong ghế cũ của quý anh chị. Quý anh chị hãy đến với Luxa để có những dòng ghế cao cấp, độc lạ, nâng cấp salon của mình. Như dòng ghế Royal HB550, khác lạ, quý phái. Dòng Queen ES450, sang trọng, thoải mái, tiện dụng. Dòng Princess LS250, modern, gọn gàng, xinh xắn. Đi kèm với những dòng ghế độc lạ, Luxpa đã thiết kế ra những bộ bàn phù hợp. Khi chọn lựa những mẫu bàn, quý anh chị có thể chọn lựa bất cứ mẫu bàn nail nào, như loại có hút bụi, loại không có hút bụi, loại có ống ven. Mẫu bàn độc lạ của Luxpa có thể làm bàn chip, bàn đôi, bàn ba, hoặc quý anh chị có thể nối nhiều bàn lại với nhau để tạo thành một dãy bàn ba, tiết kiệm không gian và tôn lên vẻ sang trọng cho tiệm nail của mình. Những chiếc bàn này có thể thay đổi kiểu dáng theo thời gian để tạo nên sự hấp dẫn cho quý khách hàng khi đến với salon của quý anh chị. Kèm theo đó là những chiếc ghế ngồi cho thợ và khách trên bàn bằng da chống acetone cùng một màu da với da ghế pedicure. Những quầy tính tiền sang trọng, bàn hơ tay độc lạ và kệ nước sơn cùng tông màu với màu sắc của bàn và ghế pedicure sẽ tạo nên một combo hoàn hảo cho tiệm nail của quý anh chị. Nếu như quý anh chị đã sẵn sàng để build những salon hiện đại và đẳng cấp cho bản thân mình, hãy gọi ngay vào Luxpa để được tư vấn 704-899-5899 hoặc vào website của công ty ở luxpachairs.com hoặc luxpashop.com. Luxpa sẽ đồng hành với quý anh chị trên mọi nẻo đường để giúp quý anh chị build những salon hiện đại và thành công nhất.